Khi kết thúc kỳ thi, tôi là người đầu tiên ra khỏi phòng thi. Khi phóng viên phỏng vấn bài thi thế nào, tôi trực tiếp đẩy cô ta ra. Xin lỗi, tôi đang vội đi lấy thức ăn thừa, nếu không tôi sẽ bị đói. Người xem không khỏi cảm thán. Đúng một cậu bé ngoan. Không ngờ, bố mẹ tôi bình thường vỏ cây còn phải ăn, lúc này lại mặc một bộ đồ hàng hiệu, lái xe sang để đón tôi. Tôi tưởng mình nhìn nhầm, cho đến khi cha tôi vẫy tay, bên đường vô số tiếng pháo hoa chào đón hướng lên trời. Còn hàng chục cô gái hai bên cũng chào đón tôi. Chúc mừng thiếu gia hoàn thành bài thi. Tôi giật mình, hỏi bố mẹ tại sao lại thuê nhiều người như vậy. Chỉ là kết thúc kỳ thi tuyển sinh đại học thôi, nhà chúng ta rất thiếu tiền. Nhưng bố tôi lại nói, tiểu hài tử, bây giờ con đã trưởng thành sau kỳ thi đại học, bố mẹ sẽ không giấu con nữa. Thực ra nhà chúng ta giàu nhất Yến Kinh, bất động sản của chúng ta là hàng đầu ở đây. Khóe miệng tôi run run. Bố ơi, không phải ngày nào bố cũng đến công trường làm công nhân sao? Ông ấy gãi đầu. Một mảnh đất mới vừa được phát triển gần đó, ta chỉ ghé qua để kiểm tra công việc thôi. Vậy còn mẹ, không phải mẹ luôn phải làm vòng tay thủ công để bán sao? Mẹ tôi cười gượng gạo. Thực ra mẹ và dì của con chơi mặt trước mỗi ngày, chỉ làm vòng tay cho đỡ rảnh thôi. Chỉ một khoảnh khắc, những năm tháng khổ sở chợt hiện lên trong đầu tôi. Hóa ra tôi là một phú nhị đại giàu có. Chưa đợi tôi phản ứng lại, mọi người đều ngạc nhiên. Nó đã trở thành tâm điểm của đám đông. Thấy nhiều người đổ về bên này, bố tôi lại không muốn dính líu đến họ, vội kéo tôi lên xe. Chúng ta về trước, khi về đến nhà ta sẽ nói hết với con. Sau khi trở về ngôi nhà nhỏ tồi tàn, bố tôi nắm tay mẹ tôi ngồi đối diện với tôi. Bố mẹ cũng không cố ý lừa dối con. Lúc đầu chúng ta chỉ muốn tập thể dục, để tránh sau này con trở thành một đứa trẻ ngoan cố. Mà bây giờ thi đại học xong rồi, chúng ta cũng không muốn giấu nữa. Thời gian này vất vả cho con rồi. Miệng tôi nhếch lên, vậy con thực sự là một phú nhị đại sao? Bố mẹ đồng thời gật đầu. Sau đó bố tôi cười lấy ra một tấm thẻ vàng. Con trai, thẻ không giới hạn này con cầm lấy dùng đi. Mà tôi lại vắt ra một tia cười khổ. Bố mẹ, đợi con bình tĩnh lại, thẻ này con không cần đâu. Tôi đứng dậy và đi vào phòng, chỉ để lại bố mẹ xấu hổ. Vợ à, tình huống này sao không giống như tôi nghĩ? Bất ngờ như vậy con trai không chấp nhận được là phải thôi. Cho nó chút thời gian. Bố tôi gật đầu. Vợ à, chúng ta có thể chuyển về căn nhà lớn không? Căn phòng nhỏ này quá ồn ào. Không được, phải đợi khi nào con trai chấp nhận, khi đó chúng ta chuyển về. Nhưng bây giờ cũng không cần phải giả vờ nghèo nữa. Lúc này tôi thay một bộ đồ và đi ra khỏi nhà. Bố ơi, tối nay lớp con mở tiệc tốt nghiệp ở Hoàng Đình, con không ăn ở nhà. Bố tôi nghe vậy lập tức vui mừng. Con muốn ta lái xe đưa con đi không? Không cần, con không muốn gây náo động. Rồi tôi vội vã ra khỏi nhà, mà bố tôi lại ở nhà suy nghĩ về nhà hàng Hoàng Đình. Nghe quen thế, sau đó vỗ đầu, đây không phải là nhà hàng của ta sao? Vì vậy nhanh chóng lấy điện thoại di động ra gọi. Bên kia, tôi vừa đến nhà hàng, vừa vặn gặp thằng béo bạn thân. Hạo ca, cuối cùng anh cũng đến. Nghe nói nhà hàng này vô cùng sang trọng, là nhà hàng sang trọng nhất thành phố, người bình thường không đến được. Anh có biết ai chọn nhà hàng này không? Tôi lắc đầu, chỉ biết đây là chỗ mà chủ nhiệm lớp gửi trong nhóm, nhưng cụ thể là ai quyết định thật sự không biết. Sau đó chúng tôi đi vào khách sạn. Sau khi hỏi nhân viên phục vụ mới biết là do có một phú nhị đại trong lớp tôi. Nhưng không biết tại sao người phục vụ lại nhìn tôi một cách vô cùng ngưỡng mộ. Sau khi chúng tôi đi, người phục vụ vội vàng lấy bộ đàm ra. Các phòng ban chú ý, các phòng ban chú ý, thiếu gia vào khách sạn rồi, hiện đang trên đường đến phòng 709. Lúc này, đầu kia của hệ thống liên lạc phát ra âm thanh phấn khích. Đã nhận xuất hoàng gia tôm hùm bào ngư châu Âu, còn 5 phút nữa là xong hết. Đã nhận thông tin, rượu gia phi 82 năm đã chuẩn bị. Đã nhận thông tin, dịch vụ phục vụ đặc biệt đã vào vị trí. Chúng tôi đi đến phòng. Khi mở cửa phòng ra, đã có rất nhiều bạn học tụ tập ở đây rồi. Thấy chúng tôi bước vào, có bạn học lên tiếng, các cậu đến muộn 5 phút, lát nữa phải tự phạt 3 ly. Hai chúng tôi cười ngượng ngùng. Sau đó tôi nhìn quanh cả phòng, rất nhanh đã tìm được thứ mình muốn trong đám đông. Một chút dịu dàng trong mắt, tôi đi về phía đó. Mấy cô gái đang nói chuyện thấy tôi đi đến thì đột nhiên dừng lại. Tiểu Cầm, cậu xem Hạo Thần đến tìm cậu rồi. Tô Cầm là ủy ban học tập của lớp, hơn nữa mối quan hệ với tôi rất rõ ràng, thường chủ động tìm tôi cùng học tập. Tôi cũng giúp cô ấy giải quyết rất nhiều vấn đề khó khăn trong học tập. Chúng tôi cũng là cặp đôi được công nhận trong lớp, cho dù tình cảm vẫn luôn thầm kín. Tôi định sau kỳ thi đại học thì sẽ tỏ tình với cô ấy. Tôi đến trước mặt Tô Cầm nhìn cô ấy. Tô Cầm, tối nay em đẹp lắm. Lúc bình thường ở trường đều là cấm trang điểm, mà tối nay Tô Cầm rõ ràng đã trang điểm rồi. Hơn nữa xinh đẹp làm tôi có chút động lòng. Tô Cầm trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cảm ơn, hôm nay anh cũng rất đẹp trai. Trước đây mình chưa bao giờ nghĩ đến việc yêu, một lòng chỉ nghĩ đến thi đại học. Nhưng bây giờ cũng là lúc để suy nghĩ.
Vì vậy tối nay mình sẽ thú nhận. Sau đó tôi lại nhìn Tô Cầm. Tô Cầm, có thể đi dạo không? Vẫn chưa đợi Tô Cầm đồng ý, cô gái bên cạnh liền chăm chăm nhìn tôi. Hạo Thần đẹp trai, ai mà không biết quan hệ của hai người chứ? Có phải anh định tỏ tình không? Cao Linh, đừng đùa. Tô Cầm lườm cô ta một cái, lập tức trên mặt lại lộ ra một chút do dự, khó xử nhìn tôi. Xin lỗi Hạo Thần, tôi không muốn đi. Ngay lập tức toàn bộ căn phòng đều yên tĩnh lại. Tất cả học sinh đều bất ngờ nhìn một màn trước mắt. Khuôn mặt của tôi lúc này cứng đờ. Tôi có thể hỏi tại sao không? Ngay lúc này, một tiếng đầy cửa vang lên. Xin lỗi bạn học Hạo Thần, Cầm Cầm đã đồng ý làm bạn gái của tôi rồi. Mọi người ngước nhìn, chỉ thấy một người bước vào phòng, đi sau còn là chủ nhiệm lớp. Chủ nhiệm lớp chính là người đã tổ chức buổi tiệc tốt nghiệp hôm nay, tên Văn Sinh. Tôi không thể tin được. Hắn nói thật sao? Tôi cầm cắn chặt môi, trong mắt lộ ra một tia miễn cưỡng, nhưng vẫn đứng lên đi tới bên cạnh Lâm Tường. Lâm Tường mỉm cười, nắm lấy tay Tô Cầm. Mọi người nghe đây, hôm nay trước mặt các ủy viên, tôi chính thức tuyên bố Tô Cầm là bạn gái của tôi. Lời nói vừa dứt, mọi người liền vỗ tay. Mặc dù nhiều người hơi xấu hổ, nhưng cũng vỗ tay theo đám đông. Còn tôi thì ngơ ngác nhìn hai người nắm tay nhau. Hạo Thần, chúng ta không hợp. Cảm ơn trước giờ anh đã giúp đỡ tôi. Tôi luôn coi anh như một người bạn tốt. Nếu để anh có hiểu lầm gì, vậy tôi xin lỗi anh. Nhìn vào khoảnh khắc Tô Cầm nói những lời này, tôi cảm thấy đối phương thật xa lạ. Vậy là trước giờ cô coi tôi như một kẻ ngốc phải không? Tô Cầm không dám nhìn thẳng vào tôi. Lâm Tường bên cạnh lại lên tiếng. Hạo Thần, đừng quá đáng. Làm như thế hai người yêu nhau vậy. Hai người chỉ có thể coi như là giúp đỡ lẫn nhau mà thôi. Nói xong còn ném cho tôi một cái ánh mắt khiêu khích. Trước đó, hắn rất thích Tô Cầm. Vốn tưởng rằng Tô Cầm và tôi học tập lẫn nhau giám sát, hắn không có cơ hội. Nhưng không ngờ hắn chỉ là phát động một chút tài sản gia đình. Tô Cầm đã mắc câu. Phải đó Hạo Thần, bây giờ Tô Cầm là người yêu của Lâm Tường rồi. Cậu nên chúc phúc cho họ. Tôi không ngờ chủ nhiệm lớp cũng lên tiếng giúp họ. Trong đầu tôi suy nghĩ, chắc là chủ nhiệm lớp bị Lâm Tường mua chuộc. Vốn định nhảy tình giảng dạy suốt 3 năm mà đến cảm ơn người một câu. Giờ thì không cần thiết nữa. Các bạn học khác ở đây cũng bắt đầu nói giúp Lâm Tường. Mặc dù trước đây họ vẫn rất coi trọng tôi và Tô Cầm, nhưng bây giờ Tô Cầm đã ở cùng Lâm Tường rồi. Hơn nữa không có Lâm Tường, bọn họ căn bản không thể được ăn được nhà hàng này. Chỉ có béo không nhịn được. Các người hơi quá đáng rồi. Hạo ca làm gì các người? Còn cô nữa, không ngờ trước giờ cô chỉ giả tạo. Cái đồ hai mặt. Tôi vội vàng ngăn cản, tránh để giận quá làm liều. Nhưng tôi vẫn muốn xác nhận. Ngẫu nhiên quay đầu hỏi Tô Cầm, cô thật sự thích anh ta sao? Tôi hy vọng. Trên mặt Tô Cầm xuất hiện một tia tranh đấu, nhưng tôi lại thất vọng. Tôi thật sự thích Lâm Tường, còn anh chỉ là bạn thôi. Hy vọng sau này mọi người đừng đồn đẩy linh tinh nữa. Nhà Tô Cầm chỉ là gia đình bình thường. Lúc đầu thích Lâm Tường, cô ta vẫn có chút mâu thuẫn. Nhưng từ khi Lâm Tường mang cô ta đi trải nghiệm cuộc sống xa hoa, trong lòng cô ta luôn ngứa ngáy. Thế là cô ta đành làm theo bản năng. Chỉ vì Lâm Tường cho cô ta cuộc sống sung sướng, cho dù có tình cảm thực sự với tôi, cũng bị tiền tài của Lâm Tường che mắt. Có phải vì tôi nghèo không? Tôi nhìn thẳng Tô Cầm hỏi. Tô Cầm nghiêm túc gật đầu. Phải, anh không cho tôi cuộc sống mà tôi muốn. Tôi lắc đầu nhẹ nhàng, chúc cô hạnh phúc. Sau đó quay đầu gọi béo liền chuẩn bị rời đi. Đột nhiên cánh cửa mở ra. Ngay sau đó, rất nhiều người phục vụ xinh đẹp lần lượt bước đến. Mấy người đều mỉm cười, trên tay mỗi người bưng một món ăn sang trọng. Cảnh này khiến toàn trường kinh ngạc. Lập tức liền có bạn học phản ứng lại, vội vàng bợ đít Lâm Tường. Lâm thiếu gia tay của Nhiên hào phóng, quá đẳng cấp. Ngay cả Tô Cầm cũng hai mắt lấp lánh, nhìn Lâm Tường, thể hiện một vẻ tự hào. Mà bản thân Lâm Tường cũng ngạc nhiên. Đây không phải là ta sắp xếp. Mặc dù gia đình có tiền, nhưng cũng chỉ có thể đạt được bàn bình thường ở đây. Những món này đều là mấy món đắt nhất ở đây. Nhưng để duy trì hình ảnh trong lòng các bạn học, Lâm Tường vẫn là kiên trì cười nói. Ta cũng không ngờ, dịch vụ của Hoàng Đình chu đáo như vậy. Mọi người ăn uống ngon miệng là được. Rồi hắn hướng người phục vụ nói, mấy người có thể đặt đồ ăn lên bàn. Tuy nhiên các nhân viên phục vụ không ai để ý đến hắn. Lâm Tường lập tức xấu hổ. Lúc này có một người đàn ông mặc vest đi vào, mang theo một hào quang mạnh mẽ, chắc chắn là người cao quý. Lâm Tường hai mắt sáng lên, người này chính là quản lý của khách sạn Hoàng Đình. Ngay cả bố mình cũng phải nhìn sắc mặt người này nói chuyện. Vì vậy vội vàng rót hai ly rượu đi về phía quản lý. Khi mọi người ngạc nhiên, phục vụ mang rất nhiều đồ ăn ngon lên, người quản lý nhà hàng cũng bước tới. Lâm Tường mắt sáng lên, đây là quản lý của Hoàng Đình. Đến cha mình nói chuyện cũng phải nhìn sắc mặt anh ta. Lâm Tường vội vàng rót hai ly rượu đi về phía quản lý. Chào quản lý Hoàng. Cậu là, cha tôi tên Lâm Minh. Tôi Lâm Tường. Thằng nhóc này trông rất bình thường, chắc cũng chả phải thanh thế gì.
Quản lý Hoàng, có thể mời anh một ly được không? Sắc mặt Hoàng Kim Lý lộ ra một màn thiếu kiên nhẫn. Đến cha cậu còn không được nâng ly chúc mừng với ta. Cậu còn quá trẻ. Lâm Tường hoàn toàn đóng băng. Ngay khi mọi người đã bắt đầu bàn tán, Hoàng Kim Lý lại nói: Thiếu gia, cuối cùng cũng gặp được anh. Mọi người há mồm nhìn cảnh này. Tại sao họ không nghĩ đến? Một giây trước còn làm cho Lâm Tường mất hết mặt mũi, giây tiếp theo lại gọi Hạo Thần là thiếu gia. Tô Cầm lúc này sắc mặt trắng bệch. Không ngờ Hạo Thần che giấu thân phận kỳ đến vậy. Anh nhận nhầm người rồi. Người giống người thôi. Tôi không phải. Anh chính là thiếu gia của chúng tôi. Anh chính là con trai của chủ tịch Lâm Bá Thiên. Còn không phải thiếu gia thì là ai? Lúc này các bạn học nhìn tôi với vẻ mặt thất thần. Xong rồi, vừa rồi mình còn đắc tội với hắn. Không thể nào, không thể nào. Làm sao họ thần là phú nhị đại được? Hoàng Kim Lý đưa tay ra hiệu cho bồi bàn. Đứng đó làm gì? Gọi người lên rồi. Mọi người lập tức ném đến ánh mắt ngưỡng mộ. Thiếu gia, bởi vì chủ tịch đích thân nói thiếu gia đến đây tham dự tiệc tốt nghiệp, cho nên tôi đã bảo đầu bếp chuẩn bị hết rồi. Hay là không cần đến phòng Tử Kim nữa, vẫn tiếp tục ăn ở đây. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Không cần, tôi vừa chuẩn bị đi thì một bạn học khác lên tiếng. Hạo Thần huynh, anh vừa mới đến còn chưa ăn, sao đã đi nhanh thế? Phải phải, đồ ăn ở đây ngon như vậy. Mọi người ở lại nói chuyện chút đi. Hạo Thần nhìn đám người này lật mặt còn nhanh hơn cả người yêu cũ, thất vọng trong mắt. Lúc này Lâm Tường đi tới đối với Hạo Thần cười cười. Hạo Thần, mọi người đều là bạn học, không ngờ anh giấu kỹ vậy. Được rồi, vậy chúng ta làm bạn chứ? Bạn con mẹ mày à? Chính ngươi vừa rồi còn khinh rẻ Hạo ca của ta. Bây giờ thân phận của Hạo ca đã thay đổi rồi, lại hóa thân thành chó đến liếm. Lại người bị ổi. Thằng béo này, nói cái gì vậy? Lúc này Tô Cầm bước tới. Cô ta nhìn Hạo Thần ôn nhu nói: Mọi người đều là bạn học, đừng căng thẳng thế chứ. Cô còn dám mở miệng sao? Tôi lắc đầu. Béo, đi thôi. Sau đó Hoàng Kim Lý liếc nhìn đám người Lâm Tường, hừ mạnh một tiếng rồi lớn tiếng nói: Dám bắt nạt thiếu gia nhà chúng ta, muốn chết. Sắc mặt tất cả trắng bệch. Hoàng quản lý, chúng tôi không liên quan, đều là lỗi của Lâm Tường. Phải đó, chúng tôi vô tội. Đúng đúng. Lâm Tường, nói nhanh đi. Mọi người vội vàng nhìn về phía Lâm Tường. Lâm Tường cũng là mặt như cho tàn. Sau đó, Hoàng quản lý mang theo một đám mỹ nữ phục vụ rời đi. Bên trong phòng lúc này ngột ngạt. Xong rồi, chúng ta xong rồi. Một bữa ăn ngon lành lại biến thành như thế này. Đúng vậy, Hạo Thần giấu kỹ thật đấy. Ngay cả Tô Cầm cũng không phát hiện ra anh ấy là phú nhị đại. Nếu Tô Cầm biết sớm, có lẽ hai người đã ở bên nhau từ lâu rồi. Tôi nhớ ra rồi, chiều nay tôi nghe nói có một học sinh, sau khi thi xong đại học, gia đình lái rôn roi đến đón anh ta. Lúc đó đều có trên tin tức. Không phải là Hạo Thần đâu. Kiểm tra là biết. Rất nhanh sắc mặt mọi người đều vô cùng đặc sắc. Nhân vật chính gây tranh luận sôi nổi ở cổng trường vào buổi chiều lại đúng chính xác là Hạo Thần. Tôi vừa nhận được tin nhắn, cha tôi bảo phải về gấp có việc. Tôi đi đây. Con cá nhà tôi cũng sắp sinh, tôi phải về đỡ đẻ cho nó. Tạm biệt. Chờ đã nào, tôi còn chưa thấy con cá nào sinh con đâu. Cho tôi đi xem với. Chẳng mấy chốc các bạn học ai ai cũng rìu viện lấy một lý do, nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Sau đó trong phòng chỉ còn lại Lâm Tường và Tô Cầm. Tô Cầm lúc này mặt đầy mờ mịt. Cha Hạo Thần lái rôn roi, khách sạn Hoàng Đình cũng của nhà cậu ấy. Giờ khắc này Tô Cầm trong lòng vô cùng hối hận. Lâm Tường lẩm bẩm: Làm sao có thể như vậy? Anh sao thế? Lâm Tường lập tức quay đầu tát Tô Cầm một cái. Tại cô, tất cả tại cô. Bây giờ Lâm gia chúng ta xong đời rồi. Sướng thật. Hạo ca, không ngờ anh lại giàu vãi nồi như thế. Ngay cả tôi cũng bị lừa. Đạt béo thở dài nhìn Hạo Thần. Phải rồi, trông thế nào thì anh cũng không giống một phú nhị đại. Nói cái gì vậy? Hạo Thần khóe miệng co giật. Cậu nghĩ sao cũng được, cha mẹ tôi giấu tôi suốt 18 năm. Cậu có biết tôi đã trải qua 18 năm như thế nào không? Hạo Thần muốn khóc nhưng mà không ra nước mắt được. Bây giờ tôi cầm sợ là hối hận chết rồi. Từ bỏ một ông lớn để theo cái đinh gì Lâm Tường kia. Tôi nói này Hạo ca, sau này anh phải đề phòng. Theo kịch bản, người phụ nữ đó chắc chắn sẽ quay lại tìm anh. Tôi không còn liên quan gì đến cô ta nữa. Sau này sẽ là người qua đường. Sau khi hai người ăn xong thì Hạo Thần về nhà. Cha mẹ đã đứng đợi sẵn. Hai tử, ta vừa nói chuyện với cha con. Chúng ta quyết định chuyển về biệt thự. Chỉ muốn hỏi khi nào con muốn quay lại. Cha mẹ đã vất vả ở đây nhiều năm vì con rồi. Con thấy nhà chúng ta cũng có tiền, vậy thì đổi chỗ khác ở đi. Ở Lương Thành, nhà ta còn nhà nào khác không? Đương nhiên, ta và cha con đã xem mấy căn biệt thự từ mấy năm trước rồi. Đợi khi con lớn thì chọn một căn cho con ở thôi. Vậy ngày mai chúng ta sẽ chuyển đi. Theo đề nghị của Hạo Thần, gia đình nhanh chóng chuyển đến biệt thự. Căn biệt thự nằm ở trung tâm thành phố Lương Thành, chi phí hàng chục triệu, rất sang trọng. Chào mừng thiếu gia về nhà. Thấy cảnh tượng này, Hạo Thần vô cùng ngạc nhiên.
Cậu ấy vội vàng giơ tay. Chào mọi người. Tập làm quen đi. Bây giờ không phải thân phận trước đó. Con là con trai của người giàu nhất thành phố. Hôm nay con phải đi học một chuyến. Đồ đạc của trường vẫn chưa chuyển xong. Được rồi, có muốn ta đưa con đến đó không? Không cần đâu, con tự đi taxi là được rồi. Nếu cha lái rôn roi đưa mình đến trường, sợ là lại gây ra náo loạn lần nữa. Đi taxi rắc rối quá. Nếu con sợ phiền thì cha sẽ lái xe điện cũ đưa con đi. Được đó, Hạo Thần được cha lái xe đưa đến trường. Rất nhanh đã gặp được bạn học của Hạo Thần. Đó là Phú Nhị Đại Hạo Thần và người cha lái rôn roi ư? Cái này cũng quá bình thường phải không? Trang phục của một công nhân nhập cư không hề giống bối cảnh ngày hôm đó. Cứ như hai người khác nhau vậy. Không phải là Phú Nhị Đại sao? Sao còn chạy xe điện đến đây? Chiếc rôn roi nhà anh đâu rồi? Chẳng lẽ trả lại rồi? Tôi nghe nói mua một chiếc rôn roi rất đắt. Tưởng gì? Lúc này đột nhiên có một giọng nói kỳ lạ truyền đến. Chuyện gì vậy? Người đến chính là Tô Cầm. Cầm Cầm, cậu xem Hạo Thần đến cùng cha hắn kia. Hơn nữa còn chạy xe điện đến đây. Tô Cầm nhíu mày, nhìn về phía Hạo Thần. Khi thấy Hạo Thần và người cha ăn mặc bình thường của cậu ấy, lập tức nghi ngờ, chẳng nhẽ Hạo Thần không phải Phú Nhị Đại? Chẳng nhẽ hôm đó ở khách sạn Hoàng Đình đều là hiểu lầm ư? Hay là anh ta lại diễn tiếp? Tô Cầm đi tới trước mặt Hạo Thần nói. Đến rồi sao? Sao cô lại ở đây? Lâm Tường không đi cùng ư? Ánh mắt Tô Cầm có chút mờ đi. Chúng tôi chia tay rồi. Hạo Thần có chút ngạc nhiên. Tô Cầm kinh ngạc nhìn. Anh không có gì muốn nói với tôi ư? Nói gì? Tô Cầm cắn chặt môi. Hạo Thần, tôi và Lâm Tường chia tay rồi nhưng tôi và anh cũng không thể đến với nhau đâu. Sau này tôi sẽ cố gắng trở nên ngày càng tốt hơn. Tôi biết rồi, cô không cần nói với tôi. Giữa chúng ta cũng không thể. Đi thôi cha. Lúc này trong lớp có một bạn học nổi tiếng giàu có Hứa Phi đang ngồi trên bàn học của Hạo Thần mà dẫm lên một tập sách vở. Mà tập sách vở này chính là của Hạo Thần. Thấy cha con Hạo Thần bước đến, lập tức lên tiếng chế giễu. Mặc rẻ rách đấy à? Hạo Thần, nhà ngươi không phải có tiền sao? Không phải cha ngươi lái rôn roi sao? Sao nào, bây giờ lại giả vờ hay là thật ra đều có gì thật? Nghèo mà thích làm màu. Nếu bạn là nhân vật chính, bạn sẽ làm gì? Quần áo rách. Hạo Thần, không phải ngươi giàu lắm sao? Không phải cha ngươi lái rôn roi sao? Giả vờ hay thật ra đều có gì thật? Nghèo mà cứ thích làm màu. Hạo Thần khiếp sợ nhìn cha mình. Các bạn học khác cũng kêu lên. Lâm Bá Thiên xoa xoa lòng bàn tay. Thằng danh con từ bé không ai dạy à? Bố là bố Tết. Ánh mắt lạnh lùng của Lâm Bá Thiên nhìn thẳng vào Hứa Phi. Vốn không muốn đánh cậu, không ngờ miệng cậu lại thối lên như vậy. Ngươi dám đánh ta? Đừng trách ta gọi cha ta. Lần này Hạo Thần trực tiếp lao lên. Lâm Bá Thiên lộ ra vui mừng. Không hổ thẹn là Hạo ca. Hạo Thần, ngươi dám đánh ta? Hạo Thần lạnh lùng nhìn hắn. Nhớ kỹ, xúc phạm ta thì được, nhưng dám xúc phạm đến gia đình ta thì đập bỏ mẹ ngươi. Tất cả mọi người đều bị lời của Hạo Thần làm cho kinh hãi. Bọn họ khiếp sợ nhìn Hạo Thần. Hứa Phi ngây ngốc, ngươi cứ chờ cho ta. Hứa Phi cắn răng nghiến lợi ném xuống một câu. Rồi cậu ta chạy ra khỏi lớp học. Sau khi Hứa Phi rời đi, Lý Khang Đạt vội vàng vỗ tay. Hạo ca đỉnh vãi, đúng là đàn ông. Hạo Thần trầm ngâm, tôi vẫn là đàn ông mà. Không tệ, không hổ là con trai của Lâm Bá Thiên ta. Con trai vì bảo vệ mình mới động tay chân, ông ấy rất vui. Ngay lúc này, một tiếng cười lạnh lùng vang lên. Ta nói bảo sao sáng nay tâm trạng tốt thế? Thì ra là quý nhân đến rồi. Mọi người nhìn lại thì đều ngạc nhiên. Sao hiệu trưởng lại ở đây? Dưới ánh mắt mọi người, hiệu trưởng thân thiết nắm tay Lâm Bá Thiên, vui mừng chào hỏi. Lâm Tổng, cuối cùng cũng gặp được anh. Tôi luôn muốn uống với anh. Tất cả học sinh ánh mắt hoảng sợ nhìn Lâm Bá Thiên. Hiệu trưởng, sao lại thân thiết gọi cha của Hạo Thần là Lâm Tổng? Lẽ nào cậu ta thật sự giàu có? Lâm Bá Thiên nhàn nhạt, sao anh đến đây? Hiệu trưởng cười ha hả nói tiếp. Tiểu Trương vừa nói với tôi, gặp anh ở trường, cho nên tôi mới đến chào hỏi. Lâm Bá Thiên vẫy tay, được rồi, tôi chỉ đến để giúp con trai tôi thu dọn đồ đạc. Anh cứ làm việc đi. Hiệu trưởng nhìn một cái. Đây là Lâm công tử phải không? Thật kinh khủng. Thành tích ở trường trước giờ luôn rất tốt. Không hổ là con trai của Lâm Tổng. Lâm Bá Thiên lộ ra một chút trên mặt. Tất nhiên rồi. Lâm Tổng, năm đó ngài tặng cho trường học mấy tòa nhà. Bây giờ có muốn đi tham quan không? Mọi người hít một hơi lạnh. Tặng mấy tòa nhà? Thật là ghê gớm. Đó đều là vì con trai tôi đang theo học ở đây. Tôi muốn cải thiện môi trường học tập của nó. Vậy được, vậy chúng tôi không làm phiền Lâm Tổng đi cùng thiếu gia nữa. Có gì cần cứ nói chuyện với nhà trường. Lâm Bá Thiên vậy vậy tay. Hạo Thần, không ngờ cậu không hề nói dối. Thực sự là Phú Nhị Đại. Phải đó, tôi vừa nhìn đã biết. Hạo Thần đúng là dung mạo bất phàm mà.
Họ Thần, sau này chúng ta có thể trao đổi nhiều hơn không? Tôi cũng muốn biết làm thế nào để trở thành một người giàu có. Được rồi, được rồi. Con trai, đi thôi. Lúc này bé nhìn điện thoại với vẻ mặt ngạc nhiên. Không ổn rồi, Hạo ca. Hứa Phi dẫn theo một đám người đến cổng trường chặn anh rồi. Chờ khi mấy người Hạo Thần đến cổng trường, nhìn thấy cảnh trước mắt thì cũng ngán ngẩm. Lúc này, Hứa Phi mang theo 20 mấy người nhìn thấy Hạo Thần đi ra. Hứa Phi chỉ vào Hạo Thần hét lên: Hạo Thần, ngươi cuối cùng cũng ra. Ta tính sổ với ngươi. Béo liền trong lòng run sợ. Hạo ca, hay là chúng ta quay lại trường học trốn một chút? Bên ngoài nhiều người. Hạo Thần cũng là lạnh lùng nhìn Hứa Phi. Hứa Phi, ngươi dẫn người gây chuyện ở cổng trường. Nào toàn cước à? Ngươi nói gì? Hạo Thần, ngươi có điên không? Con không nhận ra tình thế hiện tại. Ngay khi hai cha con Hạo Thần đi đến trước mặt đám người, một tiếng gầm vang lên. Mọi người quay đầu nhìn đều ngạc nhiên. Chỉ thấy một chiếc siêu xe đậu bên ngoài cổng trường. Sau chiếc siêu xe còn có vài chiếc xe trung chuyển. Siêu xe mở cửa. Mẹ Hạo Thần tức giận nhảy ra khỏi xe. Ai dám động đến chồng con ta thì xử lý hết. Bà ấy ra lệnh một tiếng. Một tá vệ sĩ mặc đồ đen trực tiếp chế phục 20 mấy tên côn đồ. Cố Viêm Viêm cười lạnh nhìn đám người Hứa Phi. Ngay sau đó, trực tiếp nhổ một ngụm nước miếng vào mặt hắn. Thằng nhóc, dám chọc con trai Cố Viêm Viêm ta, ngươi có mấy mạng? Cảnh tượng bất ngờ khiến mọi người sửng sốt. Hạo Thần nuốt một ngụm nước miếng, cẩn thận thì thầm bên tai Lâm Bá Thiên. Cha, mẹ vẫn luôn hách dịch như vậy sao? Mẹ con không phải là một người phụ nữ đơn giản. Sau này con sẽ hiểu thôi. Hứa Phi phục hồi tinh thần lại. Ngươi dám nhổ nước miếng vào ta? Tâm trạng của hắn lập tức nổ tung. Hôm nay vừa bị đánh vừa bị sỉ nhục. Cả nhà ngươi đều thích làm màu à? Mấy cái xe này đi thuê ở đâu thế hả? Cả những vệ sĩ này, ta còn lạ gì các ngươi? Gọi mấy công nhân ở công trường đến diễn kịch à? Cố Viêm Viêm nhíu mày một cái, lập tức giơ tay tát Hứa Phi một cái nổ đom đóm mắt. Ngươi giở thói trợ búa ra đây à? Hắn vội lùi vài bước rồi chỉ tay vào Hạo Thần. Hạo Thần, ngươi không có gan mà còn gọi người nhà ra mặt. Cố Viêm Viêm nhìn chằm chằm Hứa Phi. Ngươi cũng gọi người nhà đến đây. Lão nương dạy dỗ một thể. Các người bắt nạt ta. Cút đi cho khuất mắt. Chuyện này chưa kết thúc đâu. Ngươi biết cha ta là ai không? Hứa Phi bỗng nhiên sắc mặt vặn lên. Cố Viêm Viêm điềm tĩnh trả lời. Lý Cương phải không? Hứa Phi sửng sốt. Không đúng, cha ta là Hứa Cương. Ồ, quên mất. Thằng cha ngươi phải cùng họ ngươi chứ. Cha ngươi là Hứa Cương. Về nói với cha ngươi, lão tử là Lâm Bá Thiên. Đến nhà lão tử xin lỗi trong vòng 3 ngày. Nếu không hậu quả tự chịu. Ngươi rốt cuộc là ai? Hứa Phi kinh ngạc nhìn chằm chằm Lâm Bá Thiên. Không đến lượt danh con người nói, cút ngay. Nếu không ta đập ngươi tiếp đấy. Hứa Phi lập tức bị giật mình. Hạo Thần, ta nhất định sẽ trả thù. Cha mẹ, chuyện này kết thúc rồi. Chúng ta mang đồ về nhà thôi. Về đến nhà, Hứa Phi mang bộ mặt tím bầm khóc lóc. Có chuyện gì mà con trai yêu quý của ta khóc thế? Tiểu Phi, có chuyện gì vậy? Là tên nào to gan dám bắt nạt con vậy hả? Con suýt bị đánh chết. Là tên nào? Hứa Phi vội vàng kể lại chuyện xảy ra một lần nữa. Thêm mắm dặm muối. Chính mình có bao nhiêu nhục nhã đều kể lên gấp nhiều lần. Đệt mẹ, bọn chúng cũng khinh người quá đáng. Ăn gan báo hay sao mà lại dám đánh con trai Hứa Cương ta? Tên bạn học của con là gì? Hắn là Lâm Hạo Thần. Họ Lâm, Hứa Cương suy nghĩ. Cha hắn tên gì? Hình như là Lâm Bá Vương. Mắt Hứa Cương trừng lên. Là Lâm Bá Thiên. Hứa Phi vỗ mạnh tay. Đúng đúng, chính là Lâm Bá Thiên. Cha thật thông minh. Sắc mặt Hứa Cương nháy mắt trở nên nhợt nhạt. Hứa Phi cũng là vẻ mặt ngu ngốc. Sao vậy? Hứa Cương lập tức nổi giận với Hứa Phi. Con có chắc người đánh con tên Lâm Bá Thiên không? Hứa Phi vội vàng gật đầu. Cả nhà họ đều đánh con. Hứa Cương vẫn muốn giữ một tia may mắn. Hỏi tiếp. Vậy vợ Lâm Bá Thiên có phải tên Cố Viêm Viêm không? Hứa Phi một đầu bối rối. Hình như là vậy, có gì liên quan không cha? Xong rồi, Hứa Cương mặt cắt không còn giọt máu, ngã gục xuống sàn. Bên nhà Hạo Thần, cha của Hứa Phi hình như có nhiều mối quan hệ lắm. Có ổn không? Con nghe nói cha hắn còn là xã hội đỏ. Rất có tiếng. Lâm Bá Thiên cười to. Yên tâm đi, mấy cái thằng họ Hứa ta chấp hết. Con chỉ cần đợi hắn đến nhà xin lỗi thôi. Hạo Thần lại hỏi tiếp. Cha mẹ thật sự có tiếng vậy sao? Tất nhiên, con trai bây giờ chả phải sợ bố con thằng nào. Con vẫn chưa chấp nhận sự thật này ư? Hạo Thần lắc đầu. Con chỉ tò mò. Làm sao hai người giấu con suốt 18 năm được? Cái này. Cố Viêm Viêm nhìn con trai. Trong nhất thời không biết nói thế nào. Vì vậy đem ánh mắt hướng về phía Lâm Bá Thiên. Trước đây chúng ta cũng đã giải thích rồi. Hai chúng ta cũng là bất đắc dĩ. Gia sản nhà lớn như vậy, chỉ sợ con sẽ thành phú nhị đại kiêu ngạo. Vì vậy mới chọn cách đó. Ngày hôm sau, một nhóm người tụ tập bên ngoài biệt thự. Hạo Thần nhìn ra thì thấy có người quen. Đó không phải Hứa Phi sao?
Không ngờ khi Lâm Bá Thiên vừa xuất hiện thì Hứa Phi lập tức quỳ xuống. Trước mặt Lâm Bá Thiên bị Hứa Cương chỉ trích gay gắt. Hứa Cương còn khiêm tốn gọi Lâm Bá Thiên là Lâm ca. Hạo Thần xem một màn này thì yên tâm, xem ra nhà mình khủng bố thật. Chẳng mấy chốc gia đình Hạo Thần đã được đưa lên trang nhất. Sau khi nhiều người điều tra, phát hiện Lâm Bá Thiên là người giàu nhất cả nước. Vì vậy rất nhiều người đã đến gần biệt thự của gia đình Hạo Thần để quay chụp. Và mọi người đã tìm ra Hạo Thần chính là học sinh người được phỏng vấn sau khi kết thúc kỳ thi. Dư luận bắt đầu nổ tung. Trong khi đó, người tình trong mộng của Hạo Thần đang uống cà phê với bạn Thanh Thi. Không ngờ Lương Thành có một nhân vật như vậy. Đúng là ngọa hổ tàng long. Giang Vân Tiểu cầm điện thoại đến gần. Cậu xem, tiểu ca ca này là một phú nhị đại đấy. Lập tức bị bức ảnh trên điện thoại thu hút. Cậu bé này hình như mình có gặp ở trên cầu. Cứ tưởng cậu ta nghĩ quản nên có đến nói chuyện vài câu. Cậu ta tên gì? Lần đầu tiên thấy Tô Thanh Thi hỏi thăm người khác. Giang Vân Tiểu hơi sốc nhìn Tô Thanh Thi. Wow, cậu có hứng thú với cậu thanh niên này sao? Thật vậy sao? Có vấn đề gì đâu, tôi chỉ hỏi thôi. Giang Vân Tiểu đáp. Tất nhiên rồi, vấn đề lớn đấy. Cậu là ai tôi còn không rõ sao? Cậu là cô gái lạnh lùng nhất Nam Đại. Đã từ chối biết bao nhiêu nam sinh ở đây rồi. Đương nhiên cho dù có là phú nhị đại giàu có thì cô ấy cũng không để ý. Không liên quan nhiều đến cô ấy. Được rồi, qua bên kia xem anh chàng đẹp trai của cậu đi. Tôi vẫn chưa làm bài xong. Tiết Chi khi muốn đến Lương Thành mở buổi hòa nhạc. Thông tin này truyền ra lập tức biến thành một làn sóng. Tin tức nóng nhất Lương Thành. Hôm nay Tiết Chi Khiêm sẽ đến Lương Thành. Nhất định mình phải đi xem tình yêu của mình hát mới được. Ông lớn nào mà có khả năng mời cả Tiết Chi Khiêm đến đây vậy? Thật tuyệt vời quá đi. Tiết lão đại lâu là mới thấy. Tình cờ nhà mình ở Lương Thành, phải đi mới được. Lúc này điện thoại đổ chuông. Hạo Thần giật mình. Thì ra là Béo Đạt gọi. Sau khi kết nối, Hạo Thần trực tiếp hỏi. Có chuyện gì thế? Hạo ca, tôi nhờ anh một việc được không? Cứ nói đi. Hạo ca, đợt này tôi cũng mới có bạn gái. Cô ấy muốn đi xem concert của Tiết Chí Khiêm. Tôi đang muốn mua vé cho cô ấy. Nhưng bây giờ căn bản không giành được. Anh có thể dùng sức mạnh của phú nhị đại giúp tôi một chút được không? Hạo Thần lại trợn tròn mắt. Đợi đã, cậu có bạn gái khi nào? Béo Đạt có chút đắc ý. Thì lần trước đi ăn nướng với anh đấy. Tôi thích cô gái nướng thịt. Cô ấy cũng là nhân viên bán thời gian. Hai chúng tôi có trò chuyện và giao lưu. Thằng béo này thế mà khá phết nhỉ. Trông đá đá mà tán gái giỏi giả phết. Thế nào Hạo ca, anh có thể tìm cách mua vé giúp tôi được không? Để tôi hỏi mẹ tôi xem được không? Cảm ơn Hạo ca. Anh em cả mà. Cúp điện thoại, Hạo Thần liền đi tìm mẹ. Đột nhiên phòng vang lên tiếng gõ cửa. Cúp điện thoại, Hạo Thần đang muốn đi tìm mẹ. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Sao mẹ lại ở đây? Mẹ cầm gì vậy? Mẹ có cái này cho con này. Mắt Hạo Thần sáng lên. Mẹ, đây là vé xem buổi hòa nhạc của Tiết Chí Khiêm phải không? Hạo Thần nghĩ. Tốt rồi. Không ngờ chưa cần nhiều đã có. Làm sao mẹ biết mình cần thứ này? Đây là mẹ đã tốn rất nhiều công sức mới có được. Con là hàng đầu tiên. Mấy tấm vé này cũng tốn kha khá tiền đấy. Ở đây có 4 vé. Ba người nhà chúng ta cùng nhau đi xem concert đi. Hạo Thần ngạc nhiên. Mẹ cũng thích đi xem à? Đúng, mẹ cũng thích nghe nhạc của anh ta. Hát cho bố con nghe suốt. Bố con cũng khen mà. Hạo Thần khóe miệng co giật. Không nói nên lời. Nhưng hình như bố con không thích ồn ào cho lắm. Chắc sẽ không đi. Vậy còn 2 vé. Vừa vặn có thể tặng béo cùng với người yêu của nó. Ta không nghe nhầm chứ? Ngay cả béo Đạt cũng có người yêu rồi sao? Còn con thì sao? Con không vội. Sắp đến ngày diễn ra concert. Hạo ca, anh giúp chúng tôi mua bỏng ngô được không? Hạo Thần bó tay. Sao cậu không đi mua? Tôi trông người yêu. Được rồi, thằng nhóc nhà cậu đợi tôi ở đây. Tôi sẽ đi mua. Sau đó, Hạo Thần đi về phía quầy mua bỏng ngô. Xin chào, cho tôi 2 thùng bỏng ngô. Hạo Trần trong tiềm thức quay đầu nhìn. Cô gái phía sau cũng nhìn cậu ấy. Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối. Tiên nữ tỷ tỷ. Hạo Thần không ngờ lại gặp tiên nữ tỷ tỷ ở đây. Cậu ấy tưởng rằng đêm đó vô tình gặp nhau, sẽ không được gặp lại. Hạo Thần phát hiện bốn phía xung quanh rất nhiều người chụp ảnh tiên nữ tỷ tỷ. Thấy vậy, Hạo Thần lập tức nhanh chóng quay ra nói với ông chủ. 4 thùng bỏng ngô. Được, thật là trùng hợp tiên nữ tỷ tỷ. Bỏ mẹ, mình còn không biết tên chị ấy. Gọi tiên nữ tỷ tỷ thì họ có nghĩ mình biến thái không? Tô Thanh Thi hơi ngượng. Tôi tên Tô Thanh Thi. Trong mắt Hạo Thần có ánh sáng lóe lên. Tôi là Lâm Hạo Thần. Tô Thanh Thi gật đầu. Tôi biết. Hạo Thần ngây ngốc không biết trả lời thế nào. Tô Thanh Thi lộ ra một nụ cười. Đến buổi hòa nhạc hả? Hạo Thần cười gật đầu. Đúng. Tô tỷ tỷ cũng đến xem concert của Tiết Chi Khiêm sao? Đúng vậy. Nào, bỏng của hai người đây. Cảm ơn, tôi đi trước đây. Vậy tạm biệt Tô tỷ. Hạo Thần đứng ngây ngốc vẫy tay. Lập tức tát mạnh vào mặt mình một cái.
Hạo Thần, mày thất bại quá. Sao lại để Tô tỷ trả tiền? Phải chủ động hơn chứ. Lúc này sân vận động đã chật kín chỗ ngồi. Thế nào con trai, chỗ ngồi này được chứ? Siêu siêu tốt. Hạo Thần nhìn mẹ vui vẻ, bản thân cũng xúc động. Được nhìn bố mẹ hạnh phúc, cuộc sống như vậy cũng quá tốt rồi. Tiền bạc không quan trọng. Rất nhanh, Hạo Thần nhìn lại phía sau liền thấy bóng dáng của Tô Thanh Thi. Mà lúc này, Tô Thanh Thi cũng nhìn thấy cậu ấy. Cậu ấy ngồi hàng đầu sao? Cũng đúng, dù sao cũng là phú nhị đại giàu có mà. Bạn của Tô Thanh Thi bên cạnh nói, cậu sao vậy? Sao gần đây thấy cậu cứ thẫn thờ vậy? Có chuyện gì sao? Tô Thanh Thi lắc đầu, suy nghĩ chút thôi. Giang Vân Tiểu Định nói lại những lúc này đám đông liên tục có tiếng reo hò vang lên. Người được mong đợi nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Chỉ là cách anh ấy xuất hiện hơi buồn cười. Được hai vệ sĩ bê ra ngoài rất hài hước. Ngay khi xuất hiện đã khiến khán giả bật cười. Phải nói rằng, với sự hài hước của anh ấy, không khí trở nên rất tốt. Tất cả khán giả đều đang đung đưa, thậm chí có người còn bắt đầu hát theo, dòng người lên xuống theo bài hát. Hạo Thần nhìn hành động quá khích của mẹ mà không nói nên lời. Mẹ cậu dường như rất vui. Mẹ phấn khích vậy sao? Sao không mời anh ta về nhà hát riêng cho bố mẹ nghe? Cố Viên Viên trừng mắt một cái. Thằng nhóc này, ở đây thì mới có không khí chứ. Hơn nữa bố con cũng không thích đâu. Cũng đúng, nếu mời anh ta về nhà, chắc chắn bố sẽ tức giận mà đập bỏ mẹ anh ta luôn. Rất nhanh đã đến lúc bầu không khí ngừng lại. Các bạn thân mến, chào buổi tối. Vô số người hâm mộ cổ vũ. Vất vả cho các bạn rồi. Không vất vả, Tiết Chí Khiêm, em yêu anh. Em muốn sinh con cho anh. Người hâm mộ cuồng nhiệt hét lên. Hạo Thần ngạc nhiên, cũng nhìn mẹ đang la hét bên cạnh. Lại nhìn béo và người yếu cũng thế. Tát mạnh vào mặt. Trên sân khấu, Tiết Chí Khiêm ra hiệu cho người hâm mộ bình tĩnh lại. Sau đây sẽ có một chương trình nhỏ. Tôi sẽ chọn một khán giả may mắn hát một bài hát với tôi. Lời vừa dứt, toàn trường sôi sục. Em, Tiết Chí Khiêm em. Đây đây, nhìn em này. Em là sinh viên, em biết kèn sáo. Có một chút náo động. Người ngồi ở hàng sau muốn chen lên hàng trước. Nếu mọi người đều nhiệt tình như vậy, vậy cứ để đèn chọn ngẫu nhiên đi. Lúc này Hạo Thần trừng to mắt, khuôn mặt đầy khó tin. Chùm ánh sáng kia lại chiếu vào Tô Thanh Thi. Giang Vân Tiểu bên cạnh sửng sốt. Thanh Thi, là cậu kìa. Chúng rồi. Giang Vân Tiểu là bạn thân của Tô Thanh Thi. Thân như cướp với đít. Được rồi, vậy mời người đẹp đó lên đây. Tô Thanh Thi ngồi tại chỗ. Sau vài giây do dự thì cũng đứng dậy, đi về phía sân khấu. Cô gái kia đẹp quá. Phải không Hạo ca? Béo Đạt có chút phấn khích thúc giục. Không ngờ giây tiếp theo, lập tức bị bạn gái tiểu ải véo tai. Thế hả? Thân hình cô ấy đẹp lắm hả? Anh sai rồi, tiên nữ à, sao đẹp thế? Phải, tôi chưa thấy cô gái nào đẹp như thế cả. Sau đó Cố Viêm Viêm nhìn con trai, nhìn thấy con trai đang nghiến răng. Một cô gái xinh đẹp, giọng hát chắc chắc không tệ. Hạo Thần ở hàng thứ nhất, nghe giọng hát trong trẻo và đẹp đẽ của Tô Thanh Thi, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy, cảm giác như đang yêu vậy. Sắp kết thúc rồi, tiếng vỗ tay vang lên, Hạo Thần phấn khích đứng lên. Trong mắt cậu ấy dường như chỉ có Tô Thanh Thi. Cậu ấy ở hàng đầu, Tô Thanh Thi rất nhanh đã để ý thấy. Mặt cô ấy đỏ lên. Không ngờ giọng hát của cô Tô lại hay đến vậy. Cô có thể cho khán giả thêm một bài nữa không? Thêm một bài. Tô Thanh Thi do dự một lát mới mở miệng. Vậy thêm một bài nữa đi. Cô Tô, cô không ngại hát với người hâm mộ chứ? Không phiền. Mọi người nghe rồi chứ? Có ai muốn hát cùng cô gái xinh đẹp này không? Lúc này ánh đèn lại bắt đầu đảo qua lại. Ánh sáng đi vòng quanh phía sau và quay trở lại phía trước. Cuối cùng dưới ánh mắt của mọi người, đèn dừng rồi. Dừng lại đúng vào Hạo Thần. Hạo Thần ngạc nhiên. Thật sự không cần phải tác động mà lại được hát cùng tiên nữ tỷ tỷ sao? Chẳng lẽ là duyên phận? Lúc này mẹ Hạo Thần cười tủm tỉm nhìn cảnh này. Duyên phận cái chó gì? Là ta dùng sức ảnh hưởng của nhà chúng ta đấy. Ta nhận ra con rất thích cô bé đó. Cậu bé đẹp trai còn ngồi đó làm gì? Lên đây nào. Hạo Thần phục hồi tinh thần đi lên sân khấu. Đứng trên sân khấu với rất nhiều đôi mắt hướng lên.
Hạo Thần lúc này cả người như mềm nhũn ra. Cậu bé đẹp trai này định hát bài gì? Hạo Thần có chút xấu hổ, hơi ngại nhưng tôi không hát được những bài hát của anh. Tô Thanh Thi dùng ánh mắt lạ lùng nhìn Hạo Thần. Không nghe nhầm chứ, cậu đi xem buổi biện diễn của người ta mà cậu lại không biết bài hát nào của người ta. Tiết Chí Khiêm liếc nhìn cố Viêm Viêm dưới đài. Vậy thì cứ chọn một bài mà cậu hát được đi. Không sao. Bài gì vậy? Hạo Thần suy nghĩ. Khi muốn em được thế giới này yêu thương. Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay dần dần gây chấn động toàn trường. Tuyệt vời quá, mọi người đầy thuyền thôi nào. Thật ngọt ngào, tôi nhớ người yêu cũ của tôi rồi. Nam đẹp trai nữ xinh đẹp, giọng hát lại rất hay nữa. Tuyệt vời quá, hôn một cái, hôn một cái, hôn một cái. Hôn một cái, hôn một cái. Không khí đột nhiên thay đổi, khán giả kích động hét lên. Không thể nào, không thể nào. Thanh Thi được kết nối với con trai của người giàu nhất thành phố. Sao lại gán ghép linh tinh vậy chứ? Tin tức này mà truyền ra ngoài thì ai xem? Đây chắc chắn là một tin tức chấn động, bùng nổ cả thành phố này. Con làm rất tốt. Béo Đạt cùng Tiểu Ai ở dưới cũng vỗ tay. Muốn tác hợp hai người. Tuyệt quá. Hạo ca thành đôi với đại mỹ nữ đó được thì tốt quá. Đúng vậy. Hạo Thần giống như một con thú nhỏ, đỏ mặt không biết phải làm gì. Khán giả rất nhiệt tình. Làm sao đây? Hạo Thần vô thức nhìn vào đôi môi đỏ mọng của Tô Thanh Thi. Cậu có muốn hôn không? Tô tỷ, là sao? Sao tỷ lại hỏi tôi có muốn hôn không? Trong mắt Tô Thanh Thi tràn đầy sát khí. Hạo Thần đột nhiên hiểu ra. Tô Thanh Thi nhìn Hạo Thần hoảng hốt. Quả nhiên thanh niên này vẫn là thỏ trắng ngây thơ. Cuối cùng hai người xuống đài. Trong bầu không khí náo nhiệt này, mọi người lại đem trọng tâm đặt vào Tiết Chí Khiêm. Mà Tô Thanh Thi đi về chỗ ngồi trước, xoay người nhìn vẻ mặt ngây ngốc của Hạo Thần theo sau. Chỗ của cậu đằng kia. Hạo Thần sửng sốt, cũng muốn tìm một chỗ để ngồi vào. Thanh Thi, cậu hát hay lắm. Này tiểu soái ca, tôi là bạn thân của Thanh Thi, tên Giang Vân Tiểu. Chào Giang tỷ. Cậu thích Thanh Thi ư? Đi thôi, đưa số cho tôi. Nói chuyện sau. Hạo Thần vừa về đến nhà thì điện thoại vang lên. Chào, tiểu soái ca có đó không? Giang tỷ. Sau đó Giang Vân Tiểu gửi một bức ảnh của Tô Thanh Thi. Hạo Thần trừng to mắt. Ngay khi Hạo Thần muốn tải về, tin nhắn bị thu hồi. Giang tỷ, chị làm vậy không hay lắm đâu. Giang Vân Tiểu lúc này cười như được mùa. Cậu sao vậy? Giang Vân Tiểu giật mình. Không có gì, xem mấy thứ hài hài thôi. Cậu có một lấy số của Thanh Thi không? Tất nhiên, Giang Vân Tiểu gửi một danh thiếp. Hạo Thần ấn liên tục vào, gửi lời kết bạn với Thanh Thi. Hạo Thần lộ ra nụ cười chiến thắng. Bên này, Thanh Thi, tớ không làm gì cả. Tớ chỉ đang lướt tóc tóc mà thôi. Tô Thanh Thi khoanh tay, trong tay cầm điện thoại của Giang Vân Tiểu. Nói đi, ai mua chuộc cậu? Giá bao nhiêu? Là con trai của người giàu nhất. Tiểu soái ca hát cùng cậu hôm nay. Tô Thanh Thi giật mình. Lúc này điện thoại đổ chuông. Cảm ơn Giang tỷ. Khi nào tôi mời chị một bữa nhé? Tô Thanh Thi lộ ra vẻ mặt thần bí cười nham hiểm. Được, Hạo Thần nghĩ đã gửi lời mời kết bạn được với Thanh Thi. Tuyệt vời, bước đầu đã thành công. Hạo ca, để tôi dạy anh cách mở đầu câu chuyện. Xin chào, sao nữa? Hãy nói, chào nữ nhân, vừa thấy em tôi đã thấy em phải thuộc về tôi. Sao lại nói vậy? Chưa ai nói với em như vậy phải không? Không, làm sao cậu biết được? Sau đó thì sao? Tiếp đó, nữ nhân, nếu em muốn biết thì tự mình xác minh đi. Xác minh bằng cách nào? Anh hãy trả lời là, đơn giản thôi, em chỉ cần trả lời một câu hỏi của tôi. Nếu bây giờ tôi mời em đi hẹn hò, em có đồng ý không? Không ổn đâu. Không sao đâu, cứ làm theo lời tôi đi. Không. Hạo Thần vẻ mặt ngu ngốc nhìn béo. Đừng lo lắng Hạo ca, câu tiếp theo sẽ cho anh gỡ lại. Hầu hết các nữ nhân tôi rủ đều đồng ý. Chỉ có một người đặc biệt như em là từ chối thôi. Thôi thôi ông đừng có văn vẻ nữa. Hãy trả lời. Em nói tôi văn vẻ ư? Không sai, nói chuyện với một nàng thơ thì chẳng có ai lại không muốn văn vẻ. Thật có lỗi với em nếu những lời văn của anh không tuôn. Vậy là nàng thơ đó là tôi sao? Hạo ca, trúng bánh rồi đó. Hãy nói là, tất nhiên rồi, nói chuyện với một nàng thơ ắt phải tức cảnh sinh tình. Thôi được rồi, tôi sẽ đồng ý lời mời của cậu. Cuối tuần này tôi muốn đi ăn lẩu, nhưng lại không có ai đi cùng.
Tình cờ là tôi cũng đang thèm ăn lẩu. Cuối tuần tôi mời em được không? Tôi biết một chỗ lẩu rất tươi ngon. Hơn nữa còn có view chụp ảnh rất đẹp. Hạo ca, anh phải tiếp tục cung cấp cho cô ấy thấy sự thích thú. Nói chuyện xong, Hạo Thần đã xem lại lịch sử trò chuyện 5-6 lần. Rồi mới yên tâm ngủ. Đêm nay Hạo Thần có một giấc mơ. Trong mơ cậu ấy cùng với Tô Thanh Thi. Hai người đang tay nắm tay bước đi trong sân trường. Đột nhiên một nhóm thanh niên đến bao vây họ từ mọi phía. Ngươi không xứng làm người yêu của Thanh Thi. Cồng rãnh mà đòi so sánh với đại dương à? Đúng rồi đấy, hồ không gầm thì chưa đến lượt tôm tép phải nhái đâu. Cóc nhái mà đòi ăn thịt thiên nga à? Cầm miệng cho ta. Lúc này, Hạo Thần tỉnh dậy sau giấc mơ. Mở mắt ra thấy Lâm Bá Thiên đang ôm mặt. Nhìn chằm chằm mình. Không thể tin được. Được được, thằng nhóc này hiếu thảo đấy. Ngay cả thằng bố nó mà nó cũng dám đánh. Hỏng rồi, vô thức tác nhầm bố rồi. Bố, sao bố lại ở phòng con? Lâm Bá Thiên sao mặt đau? Mẹ con bảo ta tới đây gọi con dậy ăn trưa. Con xem mấy giờ rồi mà vẫn ngủ. Hạo Thần sửng sốt. Nhìn điện thoại đã 2:30. Bố, con xin lỗi, con gặp ác mộng. Có đau không? Lâm Bá Thiên nhìn chằm chằm vào con trai đau đớn. Ác mộng thật không? Sao trước đó ta thấy con cười vui vẻ lắm mà. Hạo Thần mặt cứng đờ. Bố nhìn trộm con ngủ sao? Thôi đi, mau ra ngoài ăn cơm. Thức ăn nguội hết rồi. Lâm Bá Thiên ngồi trên bàn ăn. Hôm nào ta sẽ đưa con đến công ty tham quan, định hướng cho tương lai. Hạo Thần ngạc nhiên. Bố đùa con đấy à? Con thậm chí còn không biết những thứ cơ bản nhất của công ty. Sao mà quản lý được? Có sao chứ? Bố đã chiến đấu rất nhiều năm để mở đường cho con rồi. Bây giờ về cơ bản không còn chuyện lớn nữa. Con chỉ cần ngồi trong văn phòng đánh liên quân thôi cũng được. Hạo Thần vội lắc đầu. Không được, con còn chưa học xong đại học. Lâm Bá Thiên cau mày. Con phải nghĩ cho ta chứ. Giờ ta muốn ngày ngày tập thể dục. Cưới mẹ con 20 năm rồi nhưng vẫn chưa đi hưởng tuần trăng mật được. Hạo Thần ngu luôn. Bố nói thế không ngại à? Bố mẹ giấu con bao nhiêu năm mà chẳng nói gì. Nhìn con trai giả vờ đau khổ, Lâm Bá Thiên có chút buồn bực. Nếu con không hứng thú, vậy thì mau tìm vợ đi. Hai vợ chồng con cùng quản lý. Con không, con mà có bạn gái thì cũng phải đi du lịch trước chứ. Không có thời gian, không được. Cố Viên Viên nhìn hai bố con cãi nhau mà cười khúc khích. Rất nhanh đến cuối tuần, Hạo Thần quần áo bảnh bao đi chơi. Bố mẹ cậu ấy đều rất kinh ngạc. Con trai đi hẹn hò sớm vậy sao? Tinh tinh, tài khoản cộng 100.000 đô. Hạo Thần giật mình. Tài xế taxi nghe thấy âm thanh cũng giật mình thon thót. Nhạc chuông điện thoại hay đấy. Phải, cũng không tệ. Sau đó Hạo Thần mở tin nhắn ra, phát hiện mẹ mình đã gửi cho một tin nhắn thoại. Con trai ra ngoài mời bạn gái đi ăn phải không? Phải ăn thật ngon. Cố gắng làm cho bạn gái vui vẻ nhé. Rất nhanh đã đến địa điểm hẹn hò. Cậu đợi một chút, chúng tôi đi mua đồ uống. Hạo Thần đứng tại chỗ ngẩn người. Đột nhiên có một âm thanh nghi ngờ bên cạnh truyền đến. Hạo Thần, Hạo Thần quay đầu nhìn. Tô Cầm, sao anh lại ở đây? Hạo Thần trả lời, đi mua chút đồ. Giọng điệu có chút lạnh lùng. Tô Cầm cũng cảm nhận được sự xa lánh. Trong mắt có chút đảm đạm. Hôm nay anh rất đẹp trai. Phú nhị đại có khác, thay đổi rất nhiều so với trước kia. Trước đây anh không biết cách ăn mặc. Hiện tại trên người Hạo Thần có thêm mấy phần tự tin. Quần áo mặc đều là hàng hiệu. Tô Cầm bỗng nhiên cảm thấy chàng trai trước kia thầm yêu mình bắt đầu trở nên xuất sắc. Hạo Thần lạnh lùng trả lời, ai rồi cũng khác. Trước kia cô nói vậy mà. Tô Cầm sửng sốt. Hạo Thần, tôi. Lúc này Tô Thanh Thi lạnh lùng nhìn cảnh này. Bố tôi là người giàu nhất đất nước, mẹ tôi là bà trùm. Lúc lên Nam Đại, tôi không nói với ai cả. Năm thứ nhất, chủ nhiệm lớp nhận hối lộ giúp kẻ thù hãm hại tôi. Đối mặt với sự bất công, tôi thẳng thắn. Tôi sẽ không đi thi Olympic lần này. Muốn thì tự đi đi. Chủ nhiệm lớp hoảng sợ, hiệu trưởng cũng xuất hiện. Đây là bạn học ca chung của tôi. Tình cờ gặp. Đây là tỷ tỷ tên Tô Thanh Thi. Hạo Thần còn không thèm giới thiệu tên mình. Xin chào, tôi là Tô Thanh Thi. Hai người là người yêu à? Không, giữa chúng tôi không hề có quan hệ gì. Hoàn toàn không. Vậy mà tôi còn tưởng người yêu đấy. Tô Cầm định mở miệng thì Hạo Thần lại ngắt lời. Tô tỷ, tôi khát nước quá. Thanh Thi đưa kèn cho Hạo Thần nhưng mắt vẫn liếc nhìn Tô Cầm. Đột nhiên hành động. Tôi đút cho cậu. Tôi có việc phải đi trước đây. Khi quay đầu, Tô Cầm khóc nức nở. Sắp đến ngày khai giảng rồi. Thi tuyển sinh xong, chủ nhiệm lớp vỗ bàn chỉ vào tôi nói Lâm Hạo Thần. Kiểm tra đầu vào, cậu không thừa nhận mình coi cóp. Mô Khôn và tôi đều thấy cậu sao chép rồi. Người làm xong đầu tiên lại đi sao chép của người khác sao? Cậu ta mới là sao chép. Rõ ràng là cậu sao chép. Dù còn nói thế nào thì bài hai người giống hệt nhau. Cho nên chắc chắn phải có một người sao chép. Cuối cùng vẫn là cảnh báo tôi. Lúc tôi đi còn nghe được giọng đắc ý của Ngô Khôn. Buổi chiều chủ nhiệm lớp giáo viên Vương công khai thông báo.
Bởi vì Lâm Hạo Thần bị xử phạt, lần này không thể tham gia đánh giá 3 học sinh giỏi của thành phố. Bây giờ Ngô Khôn, người đứng thứ 2 trong lớp sẽ tham gia tranh cử. Cả lớp dường như ai cũng hiểu ra gì đó. Thì ra là mục đích này. Ngô Khôn tự mãn, dựa vào người cha làm phó hiệu trưởng mà bắt nạt, khiến cả lớp đều sợ. Chỉ có tôi không coi trọng hắn. Lúc tan học, Ngô Khôn tự hào bước tới. Học thì cũng được đấy, nhưng mà không đủ tuổi so với tôi. Học giỏi có ích gì? Cũng chỉ đến thế thôi. Cha cậu có thể mua được chủ nhiệm Vương, nhưng có mua chuộc được thẩm phán thành phố không? Cậu nói gì thế? Không được nên nói xấu tôi để phá hả? Đồ sao chép. Tôi sao chép hay không thì mọi người đều rõ. Tôi hỏi cậu, cậu có bằng chứng gì nói tôi sao chép? Ngô Khôn giả vờ nghe không rõ tôi nói cái gì. Chắc là bị Ngô Khôn và thầy Vương đe dọa nên bạn bè không ai dám nói gì. Tôi cười lạnh, nghe nói lần này đánh giá học sinh giỏi còn có tiền thưởng nữa. Tuy mấy chục ngàn không nhiều, nhưng với cậu cũng là chi phí sinh hoạt mấy tháng rồi. Ngô Khôn lại một lần nữa khiêu khích trước cả lớp. Buổi chiều tan học, tôi mời cả lớp đi ăn cơm nhé. Kỷ niệm nhận giải sinh viên giỏi. Béo Đạt tức giận, thôi đừng giả vờ, rõ ràng không bằng Hạo ca mà cứ thích làm màu. Chúng ta không đi, chúng ta còn cần cậu ta mời ư? Học xong chúng ta đến nhà hàng bên kia ăn. Buổi chiều tan học, Hạo Thần ở cổng trường nhận được điện thoại của mẹ. Ở trường thế nào rồi con? Vài ngày nữa mẹ sẽ quay lại thăm con. Con ổn cả. Mẹ tự chăm sóc cho mình đi, chú ý nghỉ ngơi. Đừng để mệt quá, sức khỏe quan trọng. Cuối tuần để bố con đưa con đi chơi. Bố còn bận hơn mẹ ý. Công ty hiện có chút vấn đề, bố cũng đang rất bận. Mẹ thì thần thần bí bí, cũng chẳng biết đang làm gì. Lúc này, Béo Đạt chạy đến. Vốn định mời anh một bữa thịnh soạn nhưng nghe vẻ không ổn rồi. Nhà hàng này kín bàn rồi. Vậy thì đổi cái khác đi, tôi mời cậu. Cuối cùng chúng tôi đến một nhà hàng gần đó. Không ngờ Ngô Khôn dẫn mấy bạn học cũng chọn nhà hàng này. Gặp tôi và Béo ở đây, Ngô Khôn mắt sáng lên. Lâm Hạo Thần, các người cũng đến đây sao? Ai biết các người cũng ở đây? Chúng tôi tự đi ăn thôi. Mấy tên khốn các người cũng dám đến đây ăn ư? Thôi qua đây tôi mời các cậu, thêm bát thêm đùa cũng không sao. Mục đích của hắn ai cũng biết, chỉ là muốn thể hiện trước mặt tôi, làm tôi xấu hổ. Phải đấy Hạo Thần, qua đây ăn đi. Đều là bạn học, không cần xấu hổ đâu. Ngô Khôn vung tay, mấy người liền đi tới. Họ đưa chúng tôi vào phòng của họ. Bên trong phòng, Ngô Khôn rất phấn khích. Tưởng mình là bố hả? Bữa ăn này ta sẽ khiến ngươi bị sỉ nhục. Muốn ăn món gì? Hôm nay Ngô Khôn tôi mời hết. Ngô Khôn lên giọng với tôi, lại nháy mắt với những người xung quanh, ý bảo họ quay video lại. Tôi thấy vậy, liền ra hiệu cho Béo đừng khách khí. Muốn ăn gì cũng được. Sau đó Ngô Khôn đảo mắt, bỗng nhiên mở miệng, hôm nay không mang đủ tiền rồi, chúng ta chia đều nhé. Béo Đạt và một số bạn học khác ngạc nhiên, bữa ăn này không hề rẻ, gần 100 ngàn. Đúng vậy, nếu chia đều thì mỗi người cũng mất vài chục ngàn. Ngô Khôn ra hiệu cho người bên cạnh đừng lo lắng, bây giờ chủ yếu nhắm vào tôi, và hắn tính toán rằng tôi không thể có nhiều tiền như vậy. Cậu không có tiền ư? Không có sao không nói sớm, bữa này tôi mời cũng được. Cậu mời, chuyện cười đấy à, cậu có trả nổi không? Chỉ cần cậu thừa nhận không có tiền, sau đó cậu xin tôi thì tôi sẽ trả bữa này. Ngô Khôn đảo mắt, nghĩ rằng tôi đang lừa dối hắn. Được thôi, tôi không có tiền để trả tiền ăn. Hạo Thần, cậu mời nhé. Được rồi, tôi mời bữa này. Béo đã quay lại hết chưa? Béo gật đầu, gửi vào nhóm lớp đi. Cậu dám? Nói xong Béo liền lập tức gửi. Cả lớp lập tức nổ tung. Mọi người đều biết Ngô Khôn muốn mời khách, kết quả bây giờ lại không có tiền trả. Mọi người hả hê phát biểu châm chọc Ngô Khôn. Ngô Khôn tức giận chỉ vào tôi, cậu trả tiền đi, không có thì đừng có trách tôi. Tôi không để ý đến hắn mà gọi một cuộc điện thoại. Rồi một người đàn ông mặc vách đi tới phòng. Anh là Lâm công tử phải không? Ông chủ của tôi nói bữa ăn hôm nay miễn phí. Ngô Khôn chất lặng, có chuyện gì? Sao lại miễn phí? Sáng hôm sau, người cha giàu có của tôi đang bận rộn với việc ở công ty cuối cùng cũng gọi cho tôi. Con trai, lần chọn học sinh giỏi lần thứ 3 này, sao không có con vậy? Có phải con lại gặp rắc rối rồi không? Con không làm gì cả, là do ủy ban giáo dục của trường này tệ, giáo viên không trung thực, lại còn đi gài bẫy người nữa. Chuyện gì vậy? Ta tìm người đến ủy ban giáo dục hỏi, tên nào không trung thực cho nick luôn. Con có thể xử lý việc này. Không cần đâu. Khi tôi vừa bước vào lớp, không khí vô cùng ngột ngạt. Ngô Khôn mặt đen xì, dù tối qua có giải thích như thế nào, vẫn bị mọi người cười nhạo. Ngay lúc này, chủ nhiệm lớp, giáo viên Vương đến nói với mọi người một việc. Vài ngày nữa, cuộc thi Olympic quốc gia hàng năm sẽ lại bắt đầu. Trường chúng ta có Ngô Khôn và Lâm Hạo Thần, hai bạn đại diện cho lớp chúng ta trong vòng sơ loại. Hy vọng hai bạn cố gắng đạt kết quả tốt để giành vinh quang cho trường. Tôi không thích nghe nữa. Vinh quang cho trường? Nhà trường gài bẫy ta như vậy, còn muốn ta cố gắng? Thầy Vương, tôi không đi. Hãy nhường cơ hội này cho các bạn khác. Sắc mặt thầy Vương thay đổi. Lâm Hạo Thần, ý cậu là sao? Là vậy đó, tôi học không tốt, khi còn còi cốc, không bằng các bạn học kia mà. Cậu đang nói gì vậy? Cậu đừng có ích kỷ như vậy. Tôi đã bị nói là coi cốc và bị cảnh cáo mà.
Còn vinh dự gì nữa? Lần này các bạn học đều không nhịn mà được cười thành tiếng. Cậu ra khỏi lớp cho tôi. Thầy Vương tức giận phát tiết. Tôi cũng thản nhiên, đứng dậy và đi ra ngoài. Đây không phải là thiên tài toán học Lâm Hạo Thần sao? Sao lại nghịch ngợm thế? Bị thầy Vương phạt đứng ngoài cửa sao? Đây là cô Lâm, cô ấy là giáo viên toán của lớp tôi. Thầy Vương bắt nạt tôi, nói tôi còi cóc. Có lẽ đã bị mua chuộc. Tôi rất thích cô giáo Lâm, cho nên mới nói với cô ấy. Tôi biết trên dưới nhà trường đều báo cáo không công bằng cho cậu, nhưng cũng hết cách. Ai bảo cha của người ta là phó hiệu trưởng chứ? Cuối cùng tôi cũng không tham gia cuộc thi toán. Cô Lâm rất tiếc cho tôi. Điều đáng tiếc hơn là trường chúng tôi ở vòng sơ loại. Học sinh tham gia vòng đầu tiên đều không qua, trực tiếp để bảng xếp hạng toàn diện của trường tụt xuống. Sau khi kết quả được công bố, thầy Vương bị quở trách, bị hiệu trưởng và phó hiệu trưởng quạt cho một trận. Ông ta lại ném hết giận dữ đổ lên đầu tôi. Đúng là một tên không có tổ chức, không có kỷ luật. Chưa đùa tương lai, cậu nghĩ cậu rất ngầu phải không? Nói cậu biết, lỗi lần này đều do cậu. Tôi cũng chẳng hề quan tâm, làm như là hòa thượng tụng kinh, không nghe gì cả. Tuần tới sẽ có cuộc thi toàn tỉnh. Đây là kỳ thi thử đầu tiên của các trường đại học lớn. Xếp hạng là về thành tích của mọi người. Tất cả hãy cố gắng. Thầy Vương thấy tôi thờ ơ, trông như sắp ngủ, tức giận. Đặc biệt là cậu đấy Lâm Hạo Thần. Lần này phải kiểm tra tốt, nếu không hãy xem tôi xử lý cậu thế nào. Chỉ cần đứng đầu là được phải không? Thầy Vương mỉm cười gật đầu. Gần đây trường còn có chương trình trao đổi với sinh viên nước ngoài, cậu có thể thử. Tôi đang cân nhắc giới thiệu cậu đi giao lưu với sinh viên nước ngoài. Nếu không được thì cậu không cần phải nghĩ nữa. Thầy Vương đe dọa vài câu rồi bỏ đi. Ngô không cười lạnh chế nhạo. Lâm Hạo Thần, ngươi phải cố gắng a. Không thi được thì không có cơ hội giao lưu với sinh viên nước ngoài đâu. Dù sao thì tôi cũng nằm trong danh sách trao đổi. Cậu còn nợ tôi một bữa. Ngô Khôn sửng sốt. Cả lớp đều biết cậu ta nợ tôi một bữa ăn. Ngô Khôn tức giận, lấy điện thoại ra muốn chuyển tiền. Bữa đó bao nhiêu? Tôi sẽ chuyển cho cậu. Sao tôi biết? Cậu mời tôi một bữa là được. Tôi không cần tiền của cậu. Được, vậy hôm nay đi ăn luôn. Hôm nay tôi bận, hôm khác đi. Cái gì? Bạn học bên cạnh cười hả hê. Cậu trêu tôi đấy à? Ngô Khôn tuy bực mình nhưng cũng hết cách. Kỳ thi sẽ sớm bắt đầu. Thầy Vương luôn mong chờ tôi có thể giành vị trí số 1 toàn tỉnh, cứu lấy danh tiếng của ông ấy. Đáng tiếc là đếu. Kết quả có rồi. Thầy Vương kiểm tra, vị trí đầu tiên không phải là tôi. Top 10 cũng không có tôi. Nhìn xuống vị trí cuối cùng thì mới thấy tên tôi ở đó. Không điểm, tất cả các môn đều không điểm. Làm sao có thể? Có nhầm lẫn chỗ nào không? Chủ nhiệm lớp đầy lòng mong chờ tôi đạt hạng nhất toàn tỉnh, cho ông ấy lấy lại mặt mũi. Không ngờ tôi đạt hạng bét. Không điểm, tất cả các môn đều không điểm. Làm sao có thể? Có nhầm chỗ nào không? Thầy Vương vội vàng xin xem lại bài thi của tôi. Lấy về xem xong rồi, tất cả đều là không điểm. Lớp học lúc này, mọi người đều xem kênh thông tin kỳ thi. Tất cả đều kinh ngạc. Tin tức lớn này, lần này thì nhục nhã chưa? Tôi đã nói rồi, điểm cao nhất toàn trường thì có ích gì? Giờ thi tỉnh thì toàn không điểm. Vạn năm thì đứng thứ hai cũng chỉ là rác rưởi. Ngô Khôn luôn bị tôi chọc quê trước cả lớp. Đây cũng là nỗi đau thầm lặng trong lòng hắn. Dù sao tôi cũng đứng thứ hai. Còn cậu thì sao? Để tôi xem cậu ở đâu. Hạo Thần xếp bét bảng. Bét bảng cũng là đứng đầu mà, đứng đầu từ dưới lên. Các bạn học lúc này nảy số. Đột nhiên nghĩ ra, Lâm Hạo Thần nói rồi, cậu ấy đã hứa với thầy Vương chiếm vị trí đầu tiên, nhưng quên không nói là đầu tiên từ dưới lên. Cậu thi tất cả đều không điểm, chẳng nghe cậu đã nộp giấy trắng ư? Tôi đã làm tất cả. Bài viết cũng viết đầy đủ số lượng chữ. Tuy đủ số lượng chữ nhưng mà lại không đúng chủ đề. 20 mấy câu đều chọn sai đáp án, 10 phán đoán cũng đều sai. Bài kiểm tra trả lời tốt, nhưng cứ đến trọng tâm là đổi hướng. Cố ý trả lời sai rồi, nếu đúng thì sẽ đạt điểm tối đa. Người tức giận nhất đương nhiên là thầy Vương. Điều này cho thấy tôi đang chống đối ông ấy. Lâm Hạo Thần, cậu cố ý thi thành không điểm. Tôi muốn làm tốt bài kiểm tra, nhưng tại tôi không được giỏi thôi. Được được, cậu không giỏi lắm phải không? Cứ chờ đấy, tôi sẽ xử lý cậu. Láo xược. Thầy Vương tức giận quay người đi tìm người giúp. Các bạn học khác vây quanh xem bài kiểm tra của tôi. Hạo Thần này, sao câu nào cũng sai hết vậy? Khoanh bừa thì cũng có câu đúng chứ. Phải, đây là sai một cách có chọn lọc. Cậu làm gì vậy? Chẳng nghe cậu cố tình làm sai. Bạn học vây quanh tôi xem xét. Không ngờ đạt điểm không mà cũng được nhiều người ca tụng đến vậy. Cùng ngày, thầy Vương dẫn phó hiệu trưởng đến. Bạn học Lâm Hạo Thần lớp 3, tại sao lại làm như vậy? Thái độ thi cực kỳ kém. Cậu nghĩ đây là thi cho mình cậu à? Thành tích kém thì trường cũng bị ảnh hưởng. Người gánh không phải cậu. Nói xa xả hơn chục phút. Tiếp theo là bố của Ngô Khôn, phó hiệu trưởng nói chuyện. Tôi đến đây thay mặt hiệu trưởng.
Hy vọng các em coi đó là lời cảnh báo. Tiếp theo tôi muốn nói về chương trình trao đổi của trường trong tháng này. Lần này làm trao đổi với Đại học Mỹ Quốc La Tử. Thế mạnh của trường họ là toán và vật lý. Cho nên chúng tôi cũng chọn một số ứng viên. Học sinh giỏi toán và vật lý đi giao tiếp. Phó hiệu trưởng nói, bây giờ tôi công bố danh sách sinh viên trao đổi lần này. Ngô Khôn, người đầu tiên là tên con trai ông. Sau đó là danh sách các lớp khác trong đó có tôi. Sáng hôm say ở tiết tự học, Ngô Khôn đắc ý đến chỗ tôi. Hôm nay sẽ đi sân bay đón bạn học trao đổi nước ngoài. Nghe nói có mấy người đẹp chân dài. Đáng tiếc là ai đó không có cơ hội. Cậu còn nợ tôi một bữa đấy. Hay là mời tôi ăn trưa luôn đi. Sắc mặt Ngô Khôn thay đổi. Không có tiền thì đừng bào chữa. Không có cứ nói thẳng. Tôi không để cậu trả đâu. Ngô Khôn mặt đỏ bừng. Nghiến răng nghiến lợi. Ngày mai tôi mời. Không có tiền thì đừng nói đến ngày mai. Ngô Khôn trực tiếp nổi điên. Ngày hôm sau, thầy Vương vội vàng đẩy cửa vào. Lâm Hạo Thần, cậu nhanh chóng đi tham gia trao đổi sinh viên nước ngoài cùng nhóm thảo luận. Cứ tưởng gọi ta ra ngoài mà dễ à? Thầy Vương, em còn phải học. Câu hỏi kia em vẫn chưa hiểu. Bảo cậu đi thì cứ đi đi. Em phải chịu trách nhiệm về tương lai của mình chứ. Không thể vì việc của trường mà làm chậm trễ việc học. Phải không? Cuối cùng không thi được. Lại bị nhà trường của trách nữa. Thầy Vương không còn cách nào thì có thể tức giận bỏ đi. Vào buổi chiều, ủy ban giáo dục đi cùng với phó hiệu trưởng đến. Lâm Hạo Thần, cậu và nhà trường có hiểu lầm gì không? Con trai thầy và thầy Vương đã gài bẫy tôi. Nói tôi còi cóc, đây chắc không phải là hiểu lầm nhỉ? Phó hiệu trưởng sắc mặt biến đổi. Ông ta không ngờ tôi trực tiếp nói ra như vậy. Tôi sẽ để ủy ban giáo dục kiểm tra kỹ. Nếu những gì cậu nói là sự thật, tôi lập tức thông báo cho toàn trường để trả lại danh dự cho cậu. Đương nhiên vị trí học sinh giỏi toàn trường cũng là của cậu. Tôi không tin lời ông ta. Để tôi xem các người có thể làm gì. Vậy thì đi xem chút đi. Ủy viên trưởng dẫn tôi đến nhóm trao đổi. Phó hiệu trưởng sắc mặt biến đổi, trừng mắt nhìn thầy Vương. Học sinh không vâng lời như vậy mà anh không xử lý được à? Phó hiệu trưởng, cậu ta là một tên khốn. Tôi nói hắn không nghe. Đe dọa cậu ta đi. Nói sau này sẽ không duyệt điểm để cậu ta không thi tiếp được. Lại còn muốn cạnh tranh với con trai ta à? Con cóc mà muốn ăn thịt thiên nga. Vâng, tôi hiểu. Tôi biết phải làm gì. Sau đó chúng tôi đến hội trường hội thảo. Mấy người đẹp nước ngoài thảo luận dữ dội trước tấm bảng. Dường như đang tranh cãi về một vài vấn đề toán học. Bên dưới là mấy bạn học của trường chúng tôi. Mắt to mắt nhỏ nhìn. Nếu không phải do thầy Vương và Ngô Khôn gài bẫy, thì điều này sẽ không bao giờ xảy ra. Nhìn thấy tôi và ủy viên trưởng, rất nhiều người mong chờ. Tôi cầm thờ phào nhẹ nhõm. Tôi đứng bên bảng đen, nhìn vào công thức và vấn đề được viết bởi người đẹp nước ngoài. Nghe vài câu đã biết họ đang thảo luận vấn đề gì. Nên dùng phương pháp nào để giải quyết? Tôi khuyên cậu nên sử dụng nhiều phép tính nâng cao. Nếu không rất khó để giải quyết câu này. Chúng tôi đã áp dụng nhiều phương pháp, cũng như nhiều phương trình vượt chương trình đại học, nhưng vẫn chưa tìm ra phương án tốt nhất. Tôi nói bằng tiếng Anh. Trên thực tế có rất nhiều cách để giải quyết vấn đề này. Tất nhiên là có thể giải bằng phép đa phân, nhưng dùng công thức học ở trung học cũng có thể giải được. Chỉ cần vẽ một đường mở rộng ở đây, thay đổi phương trình là được. Khoảnh khắc này tất cả yên lặng nghe. Mọi người chăm chú nghe phương pháp giải quyết vấn đề của tôi. Bạn học nước ngoài nghe hiểu. Bạn học trong nước vì trình độ tiếng Anh hạn chế. Thêm vào đó tôi nói quá nhanh. Nhiều người trong số họ không hiểu. Nhất là Ngô Khôn chẳng hiểu gì. Nhưng cậu ta không làm gì được. Chỉ có thể tức giận im miệng. Chương trình trao đổi 2 ngày rất sớm đã kết thúc. Đưa sinh viên trao đổi nước ngoài đi. Tôi trở lại lớp học một lần nữa. Bạn học trong lớp đã lan truyền từ lâu về sự kiện vừa rồi của trường. Thấy tôi bước vào mọi người liền vỗ tay. Thầy Vương đi theo phía sau tôi sắc mặt rất rõ ràng. Ngô Khôn về sớm cũng sắc mặt khó coi. Kết hận nhìn chằm chằm vào tôi. Lần này đánh giá học sinh giỏi. Ủy ban giáo dục tạm thời thêm một điều kiện. Cần phải giành chiến thắng trong vòng chung kết cuộc thi vật lý tiếp theo. Cái gì? Ngô Khôn kích động đứng lên. Thầy Vương vẫy vẫy tay bảo cậu ta ngồi xuống. Các em đừng vội. Đây là chủ đề so sánh do thành phố tổ chức nên không khó. Những em nào được tham gia thì đều có giải cả. Ít nhất cũng có giải 3. Như vậy là được rồi. Thầy Vương nhìn về phía tôi lại khiêu khích. Lâm Hạo Thần, em có tham gia không? Cho dù lần trước em làm không tốt nhưng vẫn có tư cách. Trường chúng ta là địa điểm thi của cuộc thi này. Cho nên số lượng người tham gia nhiều hơn một chút. Những bạn tham gia của mỗi lớp đều được giáo viên Lý lựa chọn. Thầy Vương sợ tôi lại vì bực tức mà từ chối. Vội vàng nói một câu rồi đi. Đổi cho giáo viên Lý vào. Giáo viên vật lý nhìn tôi đầy mong đợi và nói, Hạo Thần tham gia đi, cuộc thi này rất tốt. Có em tham gia thì tôi mới thấy mình không phí công giảng dạy. Không có cách nào, tôi có quan hệ tốt với giáo viên vật lý cho nên chỉ có thể đồng ý. Trước khi kỳ thi tới, thầy Vương đến gửi đồ dùng học tập cho tôi. Một cái túi nhỏ gồm đầy đủ các loại văn phòng phẩm. Tôi rất cẩn thận. Sau khi nhận túi đồ thì cũng kiểm tra kỹ càng lại một lần. Tìm thấy trên nắp bút có gắn một cái gì đó to bằng ngón tay. Cái quái gì thế này? Lại định bày ta à?
Để chắc chắn thì tôi ném mọi cái bút đó đi. Tự mình đi mua đồ dùng mới. Vào ngày thi, tôi làm bài rất chăm chỉ và nhanh chóng làm xong. Đang kiểm tra thì thấy Vương dẫn hai người giám sát tới. Đi vào không hề kiểm tra những người khác mà đi thẳng tới chỗ của tôi. Lâm Hạo Thần, đứng lên đi. Có người báo cáo cậu gian lận. Chúng tôi đến kiểm tra. Thầy Vương cứng rắn. Hai người giám sát một trái một phải tiến lên. Quả nhiên là trong lòng có quỷ. Tôi cười lạnh đứng dậy để họ kiểm tra. Đột nhiên phát hiện, Ngô Khôn phía trước có thứ gì đó trong tai. Tôi chợt hiểu ra gì đó. Mọi người kiểm tra gì vậy? Bây giờ ai còn gian lận bằng phao nữa? Người ta dùng công nghệ cao cơ. Hai thanh tra nghe tôi nói vậy, liền đi tới kiểm tra hai bên tai của tôi. Không tìm thấy gì lại không cam lòng cầm hộp bút lên kiểm tra một lượt. Thầy Vương đang rất vội. Không có gì, xem ra là bị nó đổ rồi. Kiểm tra kỹ xem, giáo viên giám sát không phải của trường này. Không quen với thầy Vương nên cũng không thèm nghe lời. Họ nghe thầy Vương nói có người gian lận, cho nên mới tới đây để kiểm tra rõ ràng. Thầy Vương không cam lòng nói, dùng dụng cụ kiểm tra lại một lần đi. Người giám sát thấy thầy Vương kiên trì như vậy, tưởng tin tức của ông ấy rất đáng tin cậy, liền gật đầu đi ra ngoài. Sau đó mang về một máy dò tín hiệu, lại kiểm tra tôi nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này lập tức đi qua chỗ của Ngô Khôn, giơ máy lên thăm dò cậu ta. Là cậu ta gian lận, tin tức của anh Vương quả thật rất chính xác, chỉ là sai người thôi. Người giám sát giật thiết bị của Ngô Khôn, tìm thấy tai nghe không dây. Bên ngoài phòng thi có người giúp cậu ta làm bài. Tôi không tranh cãi gì, danh vị trí đứng đầu trong cuộc thi vật lý. Giáo viên vật lý rất vui, trước mặt cả lớp khen ngợi tôi nửa tiếng đồng hồ. Mà Ngô Khôn gian lận bị phát hiện, sau đó bị điều tra. Bố cậu ta lo cậu ta sẽ không được xếp hạng cho nên đã tìm người đút lót. Tôi xin công bố kết quả của kỳ thi. Ngô Khôn bị hủy bỏ tư cách là học sinh giỏi, còn dám gian lận trong thi cử. Điều tra phó hiệu trưởng trường, sa thải giáo viên Vương, dành sự khen ngợi cho giáo viên Lâm và thành tích lớp đạt được. Mời cô Lâm lên phát biểu. Lâm Hạo Thần là sinh viên giỏi tôi rất tin tưởng. Cô Lâm không cần phải khen em đâu, cũng nhờ cô dạy giỏi thôi. Kỳ thi sắp tới em nhất định đạt thành tích tốt. 3 tháng sau, tổng điểm tôi đứng đầu, giành được giải học giả khoa học hàng đầu toàn tỉnh. Lớp tôi lúc này rất náo nhiệt, tất cả các loại chúc mừng đều ồ ạt chuyển tới. Chỉ là thầy Vương và phó hiệu trưởng lúc này đang giam giữ để điều tra. Họ không xứng đáng được hưởng vinh dự này.